Ủa làm gì á? Làm gì vậy? Là canh. Cứu con. Con cái gì? Cứu con, rắn. Rắn đây nè, rắn. Rắn to lắm. Hey, rắn to lắm. Đi. Lấy cây. Mời cả nhà mình hãy đồng hành tiếp tục tập video mới. Đội trưởng Lê Thang mới đến thăm cái hoàn cảnh phía bên kia. Thì được bà con người đồng bào rất là chia sẻ ở dưới đây có một hoàn cảnh của một người phụ nữ sống một mình trong rừng cả nhà. Người phụ nữ này phải nói có hoàn cảnh phải nói rất là đặc biệt luôn. Bây giờ đội trưởng Lê Thang sẽ tiếp cận, tìm hiểu và chia sẻ đến cả nhà mình. Mong cả nhà mình hãy đồng hành cùng với đội trưởng Lê Thang hết tập video này nha. Đây cả nhà. Ôi coi. Ôi làm gì á? Làm gì vậy? Là canh. Cứu con. Con cái gì? Cứu con, rắn. Rắn đây nè, rắn. Rắn to lắm. Rắn to lắm. Đi. Lấy cây. Mới thấy rắn nè. Đi, cầm cây. Rắn bự lắm. Dạ. Đâu, đây này. Đâu. Đây. Cái này hả? Thấy rồi. Thấy chưa? Ở đây là thấy rồi. Thấy chưa? Ở đây đập chưa? Chị cô xíu cả nhà. Cô cũng thân thiện. Cô tên gì cô? Cô tên Máu Thị Ái. Họ Máu hả? Họ Máu. Máu Thị Ái. Máu Thị Ái. Tên đẹp nha. Được nhiêu tuổi rồi cô? Chắc cô này mấy một đời người rồi. Chắc xong mấy tuổi rồi. À, xong mấy gọi bằng cô? 1964. Dạ. Gọi bằng cô là được cả nhà. Cho con vào nhà chơi đi. Vô. Cô. Ở đây nuôi heo hả? Chắc con qua trùng heo tham quan trước đi. Cô nuôi được 2 con heo hả? Đó là con dâu mua cho cô nuôi á. Dạ. Ủa cô sống trên đây có một mình rồi hả? Sống một mình hả con à? Chồng đâu? Chồng đi rồi. Đi đâu? Đi không về nữa. Không về nữa là đi đâu? Ông bỏ nhà ông đi hay sao? Không, ông đi âm phủ rồi. Nếu mà con hỏi vậy là cô đau lòng lắm. À, đi âm phủ rồi. Vâng. Trời ơi, ai biết đâu, thì cô nói là mất rồi. Chứ con mất. Đâu có biết đâu. À. Sao đau lòng, nhắc tới chồng đau lòng hả? Ừ. Vợ chồng mà con. Dạ. Mà cách đây là chắc 7 năm rồi. 7 năm rồi hả? Năm 2017 là dạ. ông xã mình đi á. Con muốn tham quan không? Dạ muốn chứ. Wow, nhà đẹp quá. Wow. Sống một mình mà sạch sẽ quá cô ha. Không, đó là con dâu cô lo cho cô không á. Dạ. Lúc cô còn khỏe à, cô đi hái cà phê á con à. Con xong là cô còn sức á, cô đi làm. Dạ. Để chỉ có vậy thôi. Trong nhà là không có cái gì hết, chỉ có đây thôi, đó là tài sản của cô. Tài sản lớn nhất. Ừ, cả cuộc đời của cô luôn. Dạ. Khổ quá vậy hả cô? Ừ. Rồi trên đây nói chung là ai cũng khổ hết. Nhưng dạ. mà đó là cô nói thật lòng luôn á, dạ. không giấu giếm gì hết ấy. Dạ. Đây cô qua đây ngồi cho mát đi cô. Cô ăn cơm chưa? Đó, cơm còn xin của em một chén cơm á. Dạ. Không có nấu cơm mà đi xin hả? Đi xin em gái mình mà. Dạ. Đó em gái ruột á. Trên đây mát quá cô ha. Thì con nói cô như thế này, con là bên chương trình trải nghiệm núi rừng. Và cũng muốn tìm hiểu bà con miền núi, người đồng bào Rắc Lây. Ừ. Dạ, thì con được người quen chia sẻ cái hoàn cảnh của cô sống một mình. Thì con thấy thương, nên con tìm tới đây để con hỏi thăm. Thì hôm nay con đến đây thì con có mang vác 2 cái phần quà. Nhưng mà con đến thăm được 2 hoàn cảnh rồi. Thì con đã trao tặng quà hết cho 2 hoàn cảnh kia rồi. Thì hoàn cảnh của cô là hoàn cảnh thứ 3, là con không có quà. Nên là con sẽ bù qua là con sẽ gửi tặng cho cô một ít tiền. Và trước khi tặng tiền cho cô thì con cũng muốn tìm hiểu về cái cuộc sống của cô. Thì cô chia sẻ là chồng của cô mất rồi.
Đã mất được 7 năm rồi hả cô? 7 năm 2017. Dạ. Cô chia sẻ về cái gia đình cô đi. Cô có mấy người con? Là cô không giấu gì con đâu. Mà hỏi cô nói thật tế, thật lòng luôn. Ai dạ. Ai cũng biết, làng cô là biết cô. Không phải là cô không như nói như người ta đâu. Dạ. Cô là hai vợ chồng ấy nhau là sinh được hai đứa con. Dạ. Con thứ nhất là con trai. Nó có vợ, nó theo vợ rồi. Mà con thứ hai á là đứa con gái. Ở bên Rắc Lây là rất là cần con gái. Dạ. Nó mang cái họ mẹ nhưng mà con gái mình không duyên với con. Dạ. Rồi con cũng đi rồi. Bố và con đi hết rồi. Đã chỉ mất con... luôn. Dạ. Đau lòng quá vậy? Đau chứ. Là bị bệnh mất hay là như thế nào vậy cô? Bệnh con gái cô là bệnh đầu tiên đi bệnh viện Ninh Thuận mình ấy, là nói bị viêm xương đáy chậu á, nói chuyển và tại vì mình không có tài khoản, không có tiền á, nói chuyển về là ung thư xương, mình đâu có khả năng đâu mà điều trị cho con, mình phải đành bỏ con thôi, cô chấp nhận hết tất cả, cô không trách ai đâu. Số phận cô là như vậy. Dạ. Cô đau lòng lắm. Con của cô mất trước hay là chồng của cô mất trước? Con gái cô mất trước. Con gái năm 1999 mất. Dạ, mất từ lâu rồi. Mất trước rồi. Là chồng mới mất đây thôi. Mới mất đây thôi, cách đây 7 năm rồi. Rồi còn một người con trai là đi bắt vợ rồi. Theo vợ ở thôn Sư Văn, xã Công Hải. Dạ. Có hay tới lui thăm cô không? Có. Hai vợ chồng mới cho cô ăn hại cô sáng giữa giờ đó con. Dạ. Con vừa con dâu thôi. Dạ. Không cho cô ăn hay cô làm gì được, có gì đâu. Dạ. Ô, xin lỗi. Đi đóng cửa cho cô. Đóng cửa. Gà phá nhà cô rồi. Cô đi đóng cửa đi. Được không? Dạ được. Sốt lại. Thấy dầu. Ô, ăn hết cái tôm rồi. Cô nuôi gà nhiều quá ha. Không, cái này là mình không có sức đi làm á con. Dạ. Mình nói cho cô con dâu mình ấy, con có tiền con đi làm mà mua mấy con gà để cho cô mẹ nuôi tinh rãi đi. Dạ. Chỉ có vậy thôi, cô không nói dốc, không nói thấp đâu. Dạ. Rồi sống trên đây rồi chỉ có nuôi gà thôi. Ừ. Chứ không có làm công việc gì hả cô? Có làm bậy bạ, làm rải, làm nương rồi mình trồng mì bậy bạ thôi. Dạ. Chứ đi làm thuê là sức đo làm cơ. Dạ. Giờ già yếu rồi không còn sức nữa. Mà khi mất chồng là cô cũng ráng đi làm, tại vì mình vay tiền ngân hàng á. Dạ. Cô ráng đi làm là vừa ăn rồi vừa để dành là mình trả cho ngân hàng. Dạ. Hai chồng vay không mua gì mua con dê nó chết mất hết rồi. Thời điểm mình vay lâu chưa cô? Thì điểm vay hả? Dạ. Cô cũng quên rồi, năm 2000 mới á. Mà cô quen rồi. Vay bao nhiêu tiền cô nhỉ? Có 5 triệu. Nếu mình trẻ như người ta, giặt bao nhiêu đâu mà mình già rồi con. Rồi mình trả hết chưa? Hết rồi. Dạ. Mình chỉ có lo ăn thôi. Nhưng mà lo ăn mình làm gì được hả con? Chỉ có là dựa vào con dâu thôi. Dạ. Con dâu cho ăn thì mình no. Không dạ. Cho ăn thì mình không biết làm gì đâu. Dạ. Khổ vậy đó hả? Ừ. Rồi mình nuôi gà rồi, gà nó sinh sản ra rồi mình bắt gà mình bán, mình đổ gạo hả? Mình không dám bán đâu, con dâu mà. Không phải là con dâu là ác với mình đâu. Dạ. Là con dâu mình cũng có hiếu, nó hay chồng nó cũng khổ. Dạ. Ừ. Nó nuôi hai con bé đi học này, nuôi bà già này nữa này. Dạ. Hai vợ chồng khổ lắm. Nói chung là đừng có nói cô dâu cũng biết. Là con dâu no là mẹ chồng no vậy thôi. Dạ. Con dâu cũng yêu thương cô ha. Ừ. Vậy là hai vợ chồng, con của cô là ở dưới làng, cô ở trên đây. Vậy là ở làng khác, xã khác. Dạ. Cô thì ở Phước Chiến. Dạ. Nó thì có vợ ở Công Hải. Dạ. Thì ở đây là thuộc địa phận xã Phước Chiến đúng không con? Xã Phước Chiến. Huyện Bắc Ái. Huyện Thuận Bắc chứ. Huyện Thuận Bắc hả? Ừ. Huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận. Huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận. Dạ. Con thấy cái nhà bên này là của cô là trước kia là mình ở nhà cũ đó. Là bị hư rồi mới làm cái ngôi nhà mới này hả cô? À mấy này, cái này là cũng con trai mình làm không á. Dạ. Nó đi thiêu cái vách á, nó mở một cái bên máy trước á. Dạ. Mới làm cái hai máy vách á. Dạ. Rồi sống bên đây một mình lẻ loi ban đêm ban hôm chắc buồn lắm cô ha? Có buồn chứ, buồn làm gì con? Dạ. Buồn bao nhiêu thì cũng vậy thôi. Dạ.
sống tới đâu hay tới đấy thôi. Dạ. Rồi ở đây là nguồn nước rồi mình lấy nó ở đâu cô? Hồi nãy giờ là có bà kia có dẫn đi coi nước uống gì không? Dạ không. Dạ. Uống nước suối hả? Suối. Rồi mình múc nước suối lên mình có nấu không? Không. Đợi vậy uống mình đào giếng hả con ạ? Dạ. Uống vậy là bệnh sốt rét á nha cô nha, phải nấu mới được. Mình không quen. Nhiều khi không con mũi á, con lằn nó sanh sản ở dưới đó. Không quen uống nước nóng đó con. Dạ. Dạ mình chỉ múc xong rồi đủ tôm lưu rồi mình múc uống vậy thôi. Dạ. Quen rồi. Phủ vậy đó hả? Hôm nay là không nấu cơm, đi xin cơm em gái ăn. Anh giặt bao nhiêu đâu mình già rồi. Dạ. Nhưng mà không có cơm ăn là đói, không chịu nổi. Nhà cô còn gạo không? Con, gạo nhà nước mới cấp cái hũ nghèo đó con. Dạ. Là một khảo là 15kg, nhà cô có một khảo à, được 15kg, còn bao nhiêu đó đó. Dạ, là cô có hộ nghèo. Cô có hộ nghèo. Cả nhà mình đây là bên trong ngôi nhà của cô sinh sống nè cả nhà. Cô sống có một mình thôi nhưng mà cô lớn tuổi nhưng mà rồi cô ăn ở rất là gọn gàng và sạch sẽ. Hôm nay mình ăn cơm với món gì cô nhỉ? Có cá mà con. Có cá hồi sông Cao. À, cá đây là cô tự bắt đó hả? Mà bận nó cho. Người ta cho cô hả? Dạ. Nhà cô có đèn năng lượng mặt trời không? Không có. Không có hả? Mình đỡ nước với lại đỡ gạo với lại đỡ thức ăn ở bên trong luôn hả cô? Ừ, bên trong này có gạo, nhà nước make up này còn bao nhiêu đây nè. Dạ. Ừ. Thật là buồn là hôm nay con mang vác được có 2 phần à, mà con trao tặng cho 2 hoàn cảnh trên kia hết rồi. Ở trên đây tối ngủ có muỗi không cô? Có. Muỗi nhiều không? Nhiều. Ban đêm ngủ trên này chắc sợ lắm rồi cô hả? Cô sợ cũng làm gì được đâu. Cô quen rồi. Dạ. Chắc cô sống trên đây phải nói mấy chục năm rồi hả? Cô sống đây là năm 2006. Dạ. Là trước 2006 đó mình ở đâu cô? Trong làng. Ở trong làng. Cô sống trong làng cũng buồn lắm. Thấy gia đình người ta vui vẻ, gia đình mình buồn thiếu rồi. Thà mình sống ở rừng núi. Dạ. Mỗi lần mà nhắc tới con với lại ông xã là tuổi. Đau lòng lắm. Có khi nào ban đêm ban hôm nằm suy tư một mình khóc không? Không khóc hả? Mình khóc mình cũng không nói ra được đâu. Đó dạ. Là cá nhân bản thân mình mà con. Thì con tìm đến đây hoàn cảnh của cô đó. Bước đầu gặp thì con thấy cô rất là thân thiện và vui vẻ. Dạ thì khi mà chia sẻ thì ngồi lại cô chia sẻ chuyện gia đình đó. À, con thì con cũng không muốn nhắc là sợ cô buồn. Nhưng mà ngồi trò chuyện thì con cũng muốn tìm hiểu đó. Thì con hỏi chút thì có buồn thì cũng đừng gì mà buồn con nha. Không mà không buồn đâu. Con muốn tìm hiểu rồi con cứ tự nhiên hỏi cô ấy. Dạ. Cuộc sống người đồng bào đất lai trên này phải nói nhiều hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Thì cô chia sẻ là cô bệnh trong người đó. Cô bệnh gì? Cùng cái thứ nhất là bệnh phổi. Cái thứ hai là cao huyết áp. Cái thứ tư là cô biết bệnh gì mà cô không đi khám đâu. Mà cái tóc cô lại dễ đó. Có một ngày nó rụng ra cả đống luôn. Mà ngày cứ đau đầu mà mất ngủ luôn. Vậy là trong cơ thể của cô là bệnh 4 năm chứng bệnh luôn. Là cô chia sẻ là cô bị bệnh thì cô nói tâm tư thôi. Bệnh lao hả cô? Có phổi, bệnh lao phổi. Trời ơi, có bệnh lao chưa? Lao rồi. Tự cô nói thôi, cô có ai đâu, có con cái đâu mà đi khám. Vậy là cái hoàn cảnh trên kia cũng bị lao mà hoàn cảnh của cô cũng bị lao luôn. Đó là chị em mà con. À, là hai chị em. Em ruột là một cha một mẹ luôn. Là em ruột của cô? Em ruột bà Mau thì dây nè hả? Dạ. Đúng rồi em ruột lên. Thì con mới thăm cái hoàn cảnh đó cho nó xong đó. Dạ rồi con biết rồi. Chỉ có vẻ thôi nhưng mà. Vậy là hai chị em là bệnh lao hết. Vậy là cô lây cho em của cô hay là em của cô lây cho cô? Tự nhiên. Tự nhiên có hả? Di truyền hả? Em tự nhiên có. Chị cũng tự nhiên có. Không ai lây với ai đâu. Cô có biết là cái bệnh lao là khi mà mình ăn chung chén, ăn chung đũa, ăn chung muỗng
mình ngồi tiếp xúc với nhau là lây qua cái đường hô hấp không? Đường thở. Còn bé là không biết, nhưng mà nó có chồng, là chị cô có chồng á, là ăn riêng không ai mà ăn chung với ai đâu. Dạ. Chỉ có là bệnh thôi. Bệnh lao rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Rất là dễ lây á, dễ lây cho người khác. Khi ngồi tiếp chuyện với cô á, con cũng không dám ngồi gần. Dạ, thì cô buồn thì con chịu, tại vì con không dám ngồi gần cô. À. Tại vì cô này á, cô nói thẳng luôn, đầu tiên là tiêm vaccine á, bệnh Covid á. Dạ. Bệnh virus đầu tiên là Covid á, là cô là cao huyết áp là rất là lô, nhiều lắm, 195 độ. Dạ. Cô chỉ đi chích thuốc là một lần là đợt một thôi, đợt hai, đợt ba cô không dám đi đâu. Dạ. Dạ. Là hiện tại bây giờ là trong người cô là khó chịu, bị rụng tóc nữa, là bị rụng tóc là gì, có triệu chứng là ung thư rồi đó. Sao cô không đi khám? Cô đâu có tiền đâu mà đi khám, chứ ai đưa cô đi khám? Cô sống một mình mà con. Sao không nhờ con dâu hoặc là con ruột chở đi cô? Mình không dám nói với con mình đâu, mình không có tiền đâu con. Thì bây giờ không có tiền thì cũng phải chia sẻ với con cái, để con cái tìm cách giải quyết chứ. Nhà cô có hai con heo đúng không? Bây giờ mình bán hai con heo, mình lấy tiền mình đi khám bệnh. Hai con heo đâu có con heo cô đâu. Con heo con dâu mua á, để thì, cô nuôi vậy thì thôi. Cô xin con dâu. Cô nói là bây giờ mẹ bệnh nặng quá, bây giờ là không có tiền, bây giờ con cho mẹ hai con heo. Ừ, cô không có mẹ dám bán. Đâu con, không có dám đâu. Thôi, mình sống tới đâu rồi, hai cái đấy thôi. Mình sống lụi thôi. Sống lụi? Sống lụi. Chứ bây giờ là cái mạng sống là quan trọng nhất hay là hai con heo quan trọng? Cô già rồi cần gì? Chứ rồi. Không nói vào đâu, giữa vào đâu mà đi khám đi đồ á, phải có tiền chứ. Không có tiền đâu. Thì bởi vậy mình phải bán tài sản, mình bán hai con heo rồi bán mấy con gà để mình lấy tiền mình đi khám bệnh chứ. Chứ mình đỡ vậy là càng lâu dài là cái bệnh của mình càng phát nặng ra. Thì lúc đó là khi mà mình phát hiện nặng rồi là mình không kịp chữa trị nữa là mình sẽ đi âm phủ luôn. Cô không sợ chết hả? Không, đi xuống về sớm. Đi luôn chứ đâu có được về nữa cô. Đi xuống về mà, đi xuống về sớm, đi đầu thai lại mà con. Đi đầu thai lại? Vâng. Cô không sợ đâu. Không sợ. Không sợ. Cô buồn cũng vui, chết cũng vui, đau cũng vui, bình thường thôi. Dạ. Không trách cho ai đâu. Đó là số phận cô. Dạ. Thì đời người mình sẽ có một lúc nào đó sẽ... Mình trách cho ai. Dạ. Đó là số phận cô mà. Rụng tóc là có triệu chứng bị ung thư đó cô à? Thôi ung thư thì tê đào tơi cỏ cô không sợ đâu. Xong chơi cho khổ mấy đứa con dâu vậy. Dạ. Làm có cái nhiều gì? Khi già quá rồi mình sợ con dâu con cái nó buồn hả con? Buồn đó, nó cũng trách nhiệm rồi, lo mấy đứa con bé, hai con bé nữa kìa, mà lo bà già không nặng này nữa nè. Bà già không nặng. Tại sao cô lại nói cô là bà già khốn nạn? Tại cô nói không có ai nói cho cô đâu. Tại sao cô nghĩ vậy? Tại cô nói mà, nghĩ sao nói vậy, không ai nói cho cô. À, cô thấy người cô... ta nói cho cô là cô giận rồi nhá. Dạ. Cô nghĩ là làm khổ con cái rồi cô nói vậy hả? Ừ. Sao nghe cô nói mà buồn quá vậy? Buồn gì, cô vui lắm, cô không buồn đâu, bình thường. Dạ. Cái làm gì cô đâu mà cô buồn. Sống ngày nào hay ngày đó thôi. Ừ. Lây lắc qua ngày. Nếu mà bây giờ con tặng cho cô một ít tiền thì cô có đi khám bệnh không? Biết có tiền đâu mà đi khám bệnh. Bây giờ trước mắt á, là con sẽ hỗ trợ cho cô một ít tiền để cho cô đi khám bệnh. Thì mình khám bệnh là mình có hộ nghèo, thì con hướng dẫn cho cô. Tại vì con là người Kinh thì nhiều khi là con cũng rành hơn cô, là cô là người đồng bào. Tại vì cô sống ở trên núi thì nhiều khi ít tiếp xúc với người Kinh á, thì không có am hiểu. Tuy rằng con nhỏ tuổi hơn cô, nhưng mà con sống trong một cái môi trường á, thì con sẽ hiểu biết hơn cô những cái như là giấy tờ. Giấy tờ thì cô á, thì cô có hộ nghèo.
Thì trước khi cô đi khám bệnh thì cô phải cầm theo cái hộ nghèo. Cô có bảo hiểm không? Không có bảo hiểm. Thì cô xuống bệnh viện, cô nhờ những cô y tá đó, cô ấy hướng dẫn. Thì có hộ nghèo thì sẽ đỡ một phần nào đó. Và cô cũng là người đồng bào Đắk Lây nữa, thì cũng được ưu tiên một phần nào nữa. Mình mua một cái sổ 5.000, mua cái sổ cho mình 5.000. Thì một cái gì không biết thì cô sẽ hỏi bác sĩ, hỏi y tá. Thì họ hướng dẫn cho mình cái thủ tục để mình làm, mình đi khám. Trước mắt thì mình khám bệnh trong cơ thể của cô là bị bệnh gì, nặng hay nhẹ, để cho mình là tìm cách mình điều trị. Mình mua thuốc mình uống thì bác sĩ sẽ hướng dẫn. Cô đồng ý không? Đồng ý. Con sẽ gửi tặng cho cô một ít tiền. Theo con, nếu mà cô đi khám bước đầu thì mất tầm cỡ 300.000 à. Nhưng mà cô phải nhờ con dâu của cô hoặc là nhờ con ruột của cô chở đi khám. Và cô cũng được biết là cái bệnh của cô là bệnh lao. Bệnh lao là rất là nguy hiểm. Cô khi mà cô tiếp xúc với người xung quanh cô sống trên này một mình ở rừng núi như thế này thì mình không cần phải đeo khẩu trang. Nhưng mà khi mà mình xuống làng đi chợ hoặc là đi mua đồ hoặc là đi xuống bệnh viện thì cô cũng phải biết, mình biết ý cô ạ. Mình đeo khẩu trang vào để cho khỏi lây người phía bên cạnh. Người ta lây thì tội nghiệp người ta. Là cô bệnh lao này mấy năm rồi? Lâu rồi. Lâu rồi. Mình có triệu chứng ho không? Ho hoài à. Ho hoài à. Nói chung là ngày nào đêm nào cũng ho. Có uống thuốc không? Không à. Không có tiền mua thuốc uống? Không có tiền mua thuốc uống. Trời ơi, cô phải uống thuốc. Bệnh lao mình uống thuốc có thể là mình biết được là cái bệnh lao của mình là giai đoạn đầu là mình uống thuốc nó sẽ bớt. Còn mà giai đoạn cuối là không bao giờ bớt. Cô nha. Thấy hoàn cảnh của cô thấy thương cả nhà. Rồi lạc quan yêu đời. Nhưng mà cô lại không hiểu được là cái mạng sống rất là quan trọng. Không có gì bằng sức khỏe hết. Có sức khỏe mới làm được tất cả cô ạ. Mình có sức khỏe mình mới làm ra đồng tiền, chứ mình có tiền mà không có sức khỏe cũng vậy cô ạ. Nhưng mà cô thực tế cô làm gì không nổi nữa đâu. Dạ. Bây giờ mình có tiền, thật nhiều tiền đi nữa mà mình mang một cái căn bệnh hiểm nghèo, cái căn bệnh ung thư là mình không bao giờ chữa trị được. Cho dù nhiều tiền cách mấy cũng không mang theo được, không cứu chữa được. Chỉ kéo dài cái thời gian sống thôi. Thì con chia sẻ với cô vậy. Nếu mà con có điều gì mà lỡ lời thì cô bỏ qua cho con nha. Thì con cũng muốn tốt cho cô và muốn tốt cho bà con xung quanh. Cô biết rồi. Dạ. Con hỏi vậy là cũng tốt cho cô thôi. Dạ. Mà cô vậy là cô không biết nói sao đâu. Dạ. Tại vì bà con ở trên đây phải nói rất là khó khăn luôn. Nhiều hoàn cảnh, phải nói nhiều cái câu chuyện, phải nói rất là đau lòng. Con thì con giúp đỡ bà con rất là nhiều. Ở trên đây thì con cũng tìm hiểu được những cái phong tục của người đồng bào mình. Dạ. Nên khi ngồi lại trò chuyện thì con cũng muốn là thân thiện nè, hòa đồng nè. Dạ, mình chia sẻ với nhau. Có điều gì thì cô biết cái gì thì cô chia sẻ với con. Thì con biết cái gì thì con chia sẻ với cô. Vui vẻ hả cô ha? Vui vẻ. Là dạ. Cả gia đình cô rồi, cô cũng mừng là chúc con rồi vui vẻ rồi. Là bình thường vậy là cô mừng lắm rồi. Dạ. Mà chia sẻ, con chia sẻ với cô chia sẻ với con bằng lời thôi nhưng mà cô cảm ơn con qua đây là thấy rõ ràng hoàn cảnh người Đắk Lây ở đây là thế nào vậy. Dạ. Mà trước đây là cô cũng nghe lại dưới đó là cô ai mà qua thăm hỏi mà chỉ có lần này lần thứ nhất nè, cô mới gặp là các con ấy. Dạ. Trước giờ không có ai vào đây thăm cô hả? Không. Không có ai đến tặng quà cho cô? Không. Dạ, con là người đầu tiên hả? Con là người đầu tiên á. Dạ. Nhưng mà không may mắn rằng là hôm nay là con có hai phần quà mà đã phát hết rồi, đã tặng cho bà con rồi. Không có sao đâu. Dạ. Cô có buồn không? Không. Bình thường. Dạ. Thấy cô chia sẻ thì cũng thấy thương cả nhà. Đã khổ rồi mà còn mang bệnh đó. Rồi chồng rồi mất rồi con cũng mất rồi, buồn bã. Một đêm một hôm thì sống ở trên núi như thế này phải nói rất là buồn luôn. Mà không có điện năng lượng nữa. Rồi sáng con cũng có đem hai cái đèn năng lượng của cô Tư ở Bình Dương á. Ai biểu? Nhưng mà con qua cô trước đâu. Con đâu có biết hoàn cảnh của cô đâu.
có dịp sau á qua cô. Dạ. Tụi chơi phải dễ đây nha. Dạ. Nên... có dịp con sẽ đem năng lượng tới con tặng cho cô nha. Ừ. Sáng mai đem hai cái mà tặng hết rồi. Dạ thì cô cảm ơn con. Dạ. Thì cả nhà mình khi mà đôi chân lên thang chia sẻ những cái hoàn cảnh bà con nghèo miền núi, người đồng bào Đắk Lây, cả nhà xem video thì có những cái trường hợp phải nói rất là đau lòng cả nhà. Có những cái trường hợp khi mà mình đến thăm thì họ rành tiếng Kinh, thì mình ngồi lại mình trò chuyện thì nó suôn sẻ. Có nhiều người họ không rành tiếng Kinh thì cái câu chuyện nó hơi nhạt nhẽo chút xíu, nhưng mà mong rằng cả nhà mình cảm nhận được là cả nhà xem video, cả nhà cảm nhận hoàn cảnh bà con á, cả nhà nhìn cái vật dụng nè, nhìn cái bữa cơm của họ ăn nè, rồi nhìn cái ngôi nhà của họ nè, mình cảm nhận được là họ rất là khó khăn. Nhiều khi mình tiếp xúc với bà con á, như tiếp xúc với cô đi, điển hình như trước mặt cả nhà mình đây là cô, người đồng bào Đắk Lây, nhưng mà cô nói tiếng Kinh rất là rành. Có nhiều người họ không biết nói tiếng Kinh, họ gặp mình họ sợ nữa, họ chạy luôn. Nhưng mà cô thì gặp con là không chạy, không sợ. Chia sẻ với cô thì cô cũng thấy vui, thấy mến, dạ, cũng gần gũi thân thiện. Thì bây giờ con sẽ trao tặng cho cô một ít tiền nha. Rồi cô hứa với con là ngày mai là nhờ con của cô là chở cô đi xuống bệnh viện khám nha. Mình khám thử để mình biết bệnh của mình. Nha cô nha. Ừ. Dạ. Mình đừng có ý y cái bệnh của mình cô ạ. À. Khổ quá, bắt đầu là ý y á, là sau này là hối hận nha. Cô nha. Wow, con nấu nguyên một xôn đu đủ với lại bắp chuối hả cô? Bắp chuối, cây chuối, dạ. Đu đủ, mì. Mình không có bột quá. Dạ. Mình lấy cái mì làm cái bột á. Dạ, lấy mì là mình trộn chung với lại cái thân cây chuối với lại đu đủ để mình nấu cho heo ăn. À. Mà con heo của mình là không bao giờ là cho ăn cám hả cô? Không có gì đâu mà có cám cho cô, cho heo ăn. Dạ, sao mình không bỏ tí gạo để mình nấu cho con heo nó ăn nó mập? Mình nấu gạo rồi mình lấy đâu mà ăn nữa. Vậy hả? Ừ. Con heo nó mập rồi nó mới có ký rồi mình nó sanh sản ra chứ. Mình có vốn chứ. Ở đây là như vậy. Dạ. Người hiếm có lắm á. Trước là sống ngôi nhà này hả cô? Ừ. Nhà của cô là bay cái mái rồi. Sau này là dời qua bên kia. Ừ. Thấy cô cũng thương cả nhà. Bệnh ốm đau bệnh tật trong người. Mà không có tiền đi khám bệnh. Cũng như lời đã hứa, như lời con đã nói thì con sẽ tặng cho cô một ít tiền để cho cô có thể là đi chữa bệnh nha cô nha. Mình đi chữa bệnh đi cô. Đi chữa bệnh rồi uống thuốc rồi sống với con cháu chứ, để nhìn con cháu nó lớn lên chứ. Rồi, tiền đây không phải là tiền của cô nha cô nha. Tiền đây là của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Trong nước và ngoài nước. Trong nước á, có nghĩa là ở Việt Nam mình. Ngoài nước có nghĩa là ở bên nước ngoài. Con chỉ là một người làm cầu nối thôi. Con đến thăm bà con á, con chia sẻ bà con người đồng bào Đắk Lây mình lên trên kênh của con á. Là lên TV á. Thì tất cả cô chú anh chị mà có tấm lòng yêu mến bà con nghèo miền núi á, thì xem được video là sẽ đồng cảm và chia sẻ một phần nào đó như là quà tình thương hoặc là tặng cho bà con mình một ít tiền coi như là món quà tinh thần, món quà an ủi. Thì con xin phép là con đọc tên Mạnh Thường Quân này, cô lắng nghe là có thể là gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân giùm con nha, để cho Mạnh Thường Quân vui. Thì cả nhà hôm nay chia sẻ hoàn cảnh của cô lên trên kênh của Đi Chân Lang Thang cho cả nhà mình xem. Nghe cô chia sẻ thì cô bị bệnh trong người 3-4 chứng bệnh luôn, có chứng bệnh rụng tóc nữa. Thì chỉ có những người mà có cái giai đoạn mà ung thư họ mới rụng tóc hơn, đúng không cô? Đi Chân Lang xin phép là đọc tên Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân thứ nhất có tên là cô Trần Lê Thanh ở Mỹ 200.000, cô Tư ở Lâm Đồng 200.000, Mạnh Thường Quân Cây Đê Trần ở Mỹ 200.000, Mạnh Thường Quân Ti Ồ Nghiêm và Ô Lu Nghiêm Nguyễn ở Mỹ 200.000, Mạnh Thường Quân Gia Đình 200.000, cô Lê Thị Minh Nguyệt 200.000, vợ chồng chú Đoàn ở Mỹ 200.000, cô giấu tên ở bên Canada 200.000, chú Sơn ở Mỹ 200.000, anh Vinh, chị Vi, anh chị Giao 200.000, Mạnh Thường Quân Ái Di ở Mỹ 200.000, Mạnh Thường Quân chú Quỳnh Tôn 200.000,
Tổng số tiền là 2.4 triệu. 2.4 triệu. 2.4 triệu thì bước đầu cô đi khám bệnh là chỉ mất 400 ngàn thôi. Là tiền xăng, tiền ăn, tiền uống. Tôi cũng gia đình là Mạnh Thường Vương là ủng hộ. Tôi cũng quên tên thì vừa nói, nhưng mà tôi rất là cảm ơn là Mạnh Thường Vương đã hỗ trợ, rồi tôi không biết nói gì hơn á. Thì cảm ơn. Dạ. Rồi chúc gia đình cùng hai đứa con rồi qua trực tiếp là gặp cô. Cô cũng biết nói sao đây. Dạ. Cô mừng lắm, cô vui lắm. Dạ. Đối với người bà con ở trên đây là 2.4 triệu, và nói số tiền rất là lớn nha cả nhà. Lớn lắm. Có thể là mua được 2 con dơi đến hoặc là 3 con dơi nghé đời nó gầy đó. Là một cái tài sản đó. Thì con sẽ gửi tặng tiền cho cô nha. Là cô hứa với cô là mai đi khám bệnh nha. Đừng có ý y nha cô nha. 2.4 triệu. Rồi cô nhận tiền giùm con nha. Một tờ, tờ lấy tờ 100. Một tờ, hai tờ, 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ, 6 tờ, 7 tờ, 8 tờ, 9 tờ, 10 tờ, 11 tờ, 12 tờ, 13 tờ, 14 tờ, 15 tờ, 16 tờ, 17 tờ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tờ là 2.4 triệu. Một tờ 100 ngàn đúng không cô? Đúng. Dạ. Cảm ơn. Cô đi khám bệnh đi, cô lấy cái giấy về đi. Khi nào có duyên, có cơ hội con quay qua đây á, cô đưa cho con cái giấy để con biết được là cô mắc bệnh gì, để cô hướng dẫn cho cô cho. Nha. Ừ. Cô họ họ đó có đi học không? Cô có rành chữ không? Không biết, không đi học hả? Hoàn cảnh khó khăn quá, cô rất là thích muốn biết chữ, nhưng mà cha mẹ khó khăn lắm. Kéo lui chung là đi kiếm ăn trong đó, lúc đó là vô rừng mà kiếm ăn mà con. Mà không phải là cô không biết, nhưng mà biết chỉ là số 1 số 2 thôi. Cái gì sau là không biết nữa. Mai đi khám bệnh nha cô nha. Cái này con thương, con mới góp ý. Cảm ơn nha hai con. Rồi cảm ơn rồi nhà tài trợ. Mừng hả cô ha, vui ha. Vui. Cô cất cho kỹ nha, để đốt mất á. 2.4 triệu là số tiền lớn lắm á nha. Rất là lớn, cô không có tiền đâu. Dạ. Mà nếu là cô làm được số tiền này là chắc cô đi rồi. Đi đâu? Tiền nhiều lắm. Dạ. Đi âm phủ ấy. Cảm ơn con. Ôi, chắc bữa nay là chắc cô có duyên để gặp tụi con á. Dạ. Mừng hơn trúng số nữa hả cô? Ừ, trúng số. Phải nói là những cái biểu cảm khuôn mặt của cô khi mà đi lên hang tặng tiền cho cô rất là vui, rất là mừng luôn. Thấy cô vui, cô cũng vui lên theo luôn. Dạ. Thôi cô cố gắng ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ đi khám bệnh mua thuốc uống nha cô nha. Mình uống thuốc để mình có sức khỏe, để mình sống đời với con cháu nhé. Chắc là nhờ thằng con trai đi làm bảo hiểm nữa. Dạ đúng rồi, có bảo hiểm thì ngày đỡ tiền nữa. Dạ. Đi làm bảo hiểm. Rồi chúc cho cô lạc quan yêu đời, sức khỏe dồi dào ha. Rồi cảm con xin phép cô là con rời đi nha. Cảm ơn cô rất là nhiều đã chia sẻ hoàn cảnh của cô ha. Dạ, đôi chân lên thang cũng xin thay mặt cho cô cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã tặng tiền cho cô. Cũng không quên cảm ơn khán giả đã luôn đồng hành cùng với đôi chân lên thang những tập video, những lời chúc sức khỏe đến đôi chân lên thang. Cảm ơn khán giả rất là nhiều. Khán giả có thể là xem video đồng cảm với những hoàn cảnh nào thì có thể là chia sẻ video trên nền tảng Zalo, Facebook. Có thể là một lượt chia sẻ của cả nhà mình là một niềm may mắn, một niềm hy vọng đến cho một hoàn cảnh nào đó. Dạ, xin cảm ơn. Hẹn cả nhà mình những tập video mới. Bye bye.